Con gái MC Quyền Linh, sinh như hoa hậu, 16 tuổi, đã nổi tiếng và được kỳ vọng một điều. Dù chưa hề tham gia showbiz, con gái MC Quyền Linh đã nổi tiếng và nhiều lần gây sốt mạng xã hội bởi vẻ đẹp của mình. Lọ lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2005. Hiện tại cô bé đang theo học tại một trường quốc tế song ngữ hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, con gái lớn MC Quyền Linh, lọ lem luôn thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ xinh xắn tự nhiên của mình. Cô bé sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười khả ái, không ít khán giả còn yêu mến gọi lọ Lem là hoa hậu, nữ thần đồng phục. Nhiều khán giả còn khuyến khích MC quyền Linh ủng hộ con gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp khi đủ tuổi, hay sớm lấn sân vào showbiz, nhưng nam MC vẫn muốn các con chú tâm vào việc học trước tiên. Có thể nói, dù chưa hề có hoạt động nghệ thuật hay sản phẩm nào, nhưng lọ Lem đã rất nổi tiếng dù chỉ mới 16 tuổi. Điều này phần nào nhờ vào tên tuổi của bố và những bức ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp gây sốt rất nhiều clip và hình ảnh của cô bé được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Cô bé được kỳ vọng sẽ là hoa hậu trong tương lai. Thời gian gần đây, Lọ Lem còn nhận được hợp đồng quảng cáo đầu tiên ở tuổi 16. Như vậy, song song với việc học, cô bé đã có thể kiếm tiền nhờ vào nhan sắc và độ nổi tiếng của mình. Ai nấy đều mong rằng Lọ Lem sẽ tham gia showbiz trong tương lai. Ảnh: Tổng hợp